dự báo thời tiết để phòng tránh lũ quét và sạt lở đất. Tới đây thì bản tin của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị khán giả một năm bình an và hạnh phúc. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và có bước phát triển. Chúng ta cùng nhìn lại bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022 qua tổng hợp dưới đây. Năm 2022, tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP đạt 46.065,7 tỷ đồng, tăng 10,82% so với cùng kỳ, là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng.